Hello, xin chào mọi người, mình là Han đây. Thì chủ đề của clip hôm nay là nói về cái tính năng huy chương mới ở bên Silver Chung. Thì đợt nó đã ra lâu rồi, cũng được 9 ngày rồi từ khi Silver Chung cập nhật combo Rod SR cộng. Thì ở Silver Chung thì hiện tại có hai cái mới là cái khiêu chiến bang hội mới và cái tính năng huy chương này, và ngồi ra một số tính năng auto thì mình sẽ quay cho mấy anh em sau. Thì chủ đề trong clip hôm nay là hai tính năng huy chương mới là tính năng trị liệu và tính năng đâm xuyên. Thì trong cái tính năng huy chương này thì khi mà làm clip thì ở đây hiện tại là admin chưa có để mà test, thì chỉ có trong PVP của cái top bên Silver Chung thì mình sẽ coi ở phần cuối clip sau. Ở trong đây mình chỉ giải thích về cơ chế, tính năng và một số dự định trong tương lai khi mà những cái tính năng này ra mắt ở Silver Chung. Rồi, ok, thì đầu tiên là tính năng trị liệu. Thì chức năng mình có quen từ tính năng. Thì chức năng là hiệu ứng khi bắt đầu vòng đấu thì tất cả nhân vật ở hàng đầu nhận 100% giá trị trị liệu tối đa, được kích hoạt một lần trong mỗi trận chiến. Cái này là khi mà vô trận, thì chút nữa mình sẽ mở cho cái hình khi mà vô trận thì nó sẽ như thế nào cho mấy anh em xem. Rồi, ok. Cái tiếp theo nữa là cái tăng cấp. Ở cấp 2 là sẽ tạo cho đồng đội ở hàng đầu trạng thái cứng rắn 30% máu tối đa. Cấp 3 là tăng phạm vi bao phủ của hiệu quả điều trị cái củ trị liệu này cho toàn đồng minh. Cái thế thứ tư nữa là tăng cái hiệu quả hồi máu lên 150%. Thì mình đánh giá sơ bộ của cái trị liệu này, thực sự nó rất là lỗi. Mà nói lỗi vì sao? Tại vì biết không, ở đây trị liệu nha, giá trị trị liệu, tăng tỷ lệ trị liệu, được hiểu như ví dụ Việt Nam mà tăng giá trị trị liệu đó, thì một con tướng nó gần như nó hơn luôn cả một con tướng SR, gần có lúc có thể bằng con tướng SR cộng đấy. Các bạn hiểu nha, là con hiện tại ở Silver Việt Nam, Silver Chung mình không nói, Boros mình không nói, ở Silver Việt Nam hiện tại có những con mà tăng tỷ lệ trị liệu, ví dụ như Linh Linh nè, Boros nè, đó lộn nhầm, Gogetsu nè, hoặc là tăng tỷ lệ tạo khiên là có cũng Gogetsu luôn nè, rồi tăng tốc ăn chay tương lai là con năm đầu. Thì có một số con đó chỉ dao động cũng cỡ từ 60-80% hoặc là 80% hoặc là 90% thôi. Nó không thể nào mà nhiều hơn được, tại vì tỷ lệ trị liệu trong tính năng chiến thuật nó chỉ tính bằng phần trăm là 8%, 12% và cùng lắm là khoảng cỡ tầm 15% là đã quá khủng khiếp rồi. Mà ở trong đây khi mà kích hoạt hiệu ứng nó tăng tới giá, cái tỷ lệ trị liệu tăng tới gần 100% tỷ lệ trị liệu. Đấy, rất là kinh khủng nha, và nó tương tác gần như cái này sinh ra là chỉ để chơi trong combo road. Gần như là tương tác 100% với combo road. Thì khi mà vô trận đấu như thế nào thì mình sẽ mở cho mấy anh em xem phía sau. Rồi, tiếp theo nữa là cái chức năng. Thì khi mà ra combo road á, thì nó ra máu xám và ngồi ra là chưa có cái chức năng nào mà theo thiên hướng là công kích và đè hiệu ứng lên kẻ địch đó. Thì bây giờ là nhà phát hành ra một cái chức năng này mình gọi tắt là đâm xuyên nha. Thì ở đây là chức năng của nó là gây sát thương 200% tấn công trung bình lên kẻ địch. Sức tấn công trung bình là mình nghĩ là nó tính tổng tấn công trung bình cả team, xong rồi nó chia ra để ra được cái sát thương cuối cùng. Thì lên 3 kẻ thù ngẫu nhiên, bảo vệ chuyên dụng nè, khiên chuyên dụng nè, và khiên kiên cường. Thì cái khiên chuyên biệt nữa, tiêu diệt khi mà thực hiện cái chức năng này á, thì nó sẽ tiêu hao của mấy anh em 1000 điểm năng lượng, được kích hoạt một lần tối đa mỗi trận đấu. Đấy là ở cấp đầu tiên. Thì để mình đánh giá cái này gần như là giống y chang cái trường lực. Thì giúp nữa mình coi thử, hình như trường lực trừ cái 300 này là bao nhiêu đó, thì mình mới coi thử là cái trường lực trừ bao nhiêu. Đấy. Thì cái đâm xuyên này tiếp tục là mình coi qua bên cái tăng cấp. Ở cấp 2 là sát thương tăng từ 200 lên 300. Cấp 3 là tăng phạm vi tấn công từ 3 mục tiêu ngẫu nhiên lên cho toàn kẻ địch, đó là AOE. Cấp thứ 4 nữa là số lần đâm xuyên là tăng từ 1 lần lên là 2 lần. Rồi, ok, mình đánh giá về cái chức năng này. Nó cũng là tương tác, gần như là tương tác trực tiếp cho với cái của Corboros và tương lai những con sâu này mà có khả năng hồi máu, hoặc là những khả năng trị liệu tạo giáp xám gần như quá mạnh ở thời điểm hiện tại, hoặc là trong tương lai, thì cái này là giúp cho mấy anh em một phần nào đó cải thiện được cái khả năng mà gây sát thương, hoặc là phá vỡ cái lớp giáp hoặc hộ thể chuyên dụng, gọi là phá vỡ cơ chế của con. Rồi, về hiển thị, về trong cái phần hiển thị trong trận đấu, thì ở đây là cái trị liệu, thì ở bên góc phía tay trái của mình, thì phía tay trái là phần trị liệu ở đây, thì khi mà vô game nó hiện lên cái màu xanh là mới bắt đầu trận luôn, là nó sẽ cộng cái phần trị liệu trên đây, là mấy anh em sẽ thấy liền. Còn cái phần đâm xuyên thì nó hiện ở đây là cái hình kia kiếm màu đỏ ở phía bên góc bên phải của bản đồ, gần như là hiển thị giống y chang cái trường lực, không khác một chút nào hết. Đấy. Rồi, tiếp theo nữa là thay đổi trong trận đấu. Thì để mà sử dụng những cái kỹ năng này là lúc đầu mình nghĩ ủa, nếu mà nó ra hai cái này mình hiển thị đâm xuyên, hoặc là nó hiển thị trị liệu hay là khiên bích,
thì lỡ như hai cái nó cộng dồn luôn à, hay là sử dụng không. Ở trong này khi mà vào cái tem á thì mình sẽ chọn một trong hai, một là sử dụng khiên bích, hai là sử dụng trị liệu, hoặc là dùng chương lực, hoặc là trường lực, hoặc là đâm xuyên. Thì mình sẽ có cái trong cái phần in game á thì mình sẽ vô cho mấy anh em xem là sẽ đổi như thế nào. Và ở phần cuối cùng thì phát triển tính năng chiến thuật thì mình nghĩ là nó sẽ dựa theo cái hai cái huy chương này sẽ tương tác, giống như cái trường lực với lại cái khiên bích thì nó sẽ tương tác với tính năng chiến thuật rất là nhiều. Ok, thì mình sẽ vào phần in game cho mấy anh em xem là trong phần in game nó sẽ có cái gì, và nói thêm một tí nữa ở trong in game cho mấy anh em hiểu rõ về cái tính năng huy chương mới này. Rồi, ok, trong phần in game thì cái tính năng huy chương á thì mình chết thử cái trường lực nó trừ bao nhiêu, cũng trừ 1000 năng lượng luôn. Thì ở trong phần trị liệu thì nó nằm hai ô này và nó đã mở ải ảo cảnh nha. Đây, ảo cảnh nó nằm ở đây thì nó đã mở cái phần trong cái ải ảo cảnh thêm để mấy anh em đi. Đây, ở trong phần này là đi ở phần đây là mở phần trị liệu và phần đâm xuyên, là hình như server chung hình như là đã mở, hình như là chưa mở thêm cái phần ải 400 hay sao á. Cái này bên đây là chưa đủ cấp hay sao, cái này như admin là một là chưa đủ cấp hay sao, cái này hình như là nó đã mở 400 rồi. Thì do admin chưa đủ cấp hay là mới 200 thôi, cái này mình chưa có rành nha. Tại vì đợt mình coi là mấy anh kia đi cái này hơn hay là do mình chưa đủ cấp. Rồi, ok, chắc ở đây tầng 200 thôi, chắc mình do mình chưa đủ cấp. Rồi, ok. Rồi, ở đây thì mở ải trị liệu và ải đâm xuyên và nó mở luôn cả ải tinh anh. Rồi, tiếp tục nữa là khi mà mấy anh em trong cái phần này để đánh giá, để mấy anh em đổi cái hiệu quả của khiên bích, cái khiên bích và cái trường lực, thì mấy anh em coi ở trong đây là đây, cái khiên và cái trường lực thì mấy anh em chọn trong đây, mấy anh em đổi, mấy anh em muốn sử dụng kỹ năng nào và tương tác mấy co thì mấy anh em dùng cái này. Hiện tại nha, hiện tại ở siêu và chung meta thì hiện giờ đang dùng cái trị liệu, còn cái trường lực vẫn giữ nguyên. Tại vì sao? Tại vì ở thời điểm hiện tại là do đang trong meta của con Boros UR thì cái trường lực này, cái trường lực với cái trường lực nó vẫn đang cực kỳ tương tác tốt với hai thể tính năng chiến thuật là cái bộc phá và cái trị liệu này. Thì cho nên là họ vẫn sử dụng tốt, và cái trường lực là đang gần như là server cũ mấy anh em đã nâng lên ở sử dụng hai lần hết rồi. Và cái sát thương của cái thể tính năng chiến thuật này khi mở cấp 3 sao của thể cam là nó gây gần 100% sát thương và đam rất là to. Và khi mà nâng càng lên, khi mà cái thể này nè, khi mà mấy anh em sử dụng á, đặc biệt là sử dụng cho những con đâm thùng ví dụ như là năm đầu nè, Boros nè, hoặc là những con như Tatsumaki ấy, thì cái lượng sát thương nó gây ra rất là khủng khiếp. Cho nên là cái thể này vẫn đang dùng tốt ở bên server chung, và cái thể trị liệu này cũng vậy. Cho nên là hiện tại để cái đâm xuyên mà mấy anh em sử dụng cái thể đâm xuyên ở bên server chung thì hiện tại nó chưa hiệu quả. Thì mình dự định nha, cái này mình dự không nhầm sorry mấy anh em dự đoán thì trong tương lai thì ở trong cái phần tính năng chiến thuật này nó sẽ còn dư 4 cái ô. Đây, để trừ 4 cái ô này là mục đích của nhà phát hành thôi. Thì mình nghĩ là nó sẽ ra thêm 4 cái ô tính năng chiến thuật mới để tương tác với lại cái huy chương, cũng giống như trường lực nó sẽ tương tác với trị liệu tăng cường và cái bộc phá này. Đấy, và 4 cái ô này sẽ là tính năng trị liệu tương tác với cái đâm xuyên và cái trị liệu. Thì ở đây trong có một cái thể tính năng chiến thuật nó cũng tăng tỷ lệ trị liệu là cái thể này, nó giống y chang. Còn cái 4 tính năng chiến thuật này khi mà ra mắt ở server chung thì mình nghĩ nó sẽ, một là nó mở ra một cái PvE mới, hoặc là nó thêm vào cái tháp, hoặc là nó thêm vào trong cái phần mở random, trong cái phần đây mở rương đây để mấy anh em nhận tính năng chiến thuật, hoặc là một cái tính năng gì đó mới thì mình sẽ mong chờ. Ok, là đó về tổng hợp hết tất cả cái tính năng huy chương mới ra mắt ở bên server chung để cho mấy em biết và tìm hiểu khi mà về server C hoặc server Việt Nam, hoặc là mấy anh em nào đang chơi ở server chung thì mấy anh em hiểu được cái chức năng của cái đó là cái gì khi PvP. Thì ở cuối video thì mình sẽ ghép thêm một cái video PvP ở bên server chung và có cái tính năng này, mấy anh em sẽ hiểu được rõ được. Rồi, còn một cái tính năng mới nữa mà mình chưa review được là ở bên server chung là cái tính năng khiêu chiến hội. Gần mấy hôm nay là nó bị đóng cái này rồi, nó khóa cái này, đang bảo hành bảo trì cái này sao đấy, thì chừng nào nó mở ra thì mình sẽ cho mấy anh em xem là cái tính năng khiêu chiến bang hội mới của bên server chung nó sẽ như thế nào đó, để cho khi nào mấy anh em hoạt động hội cái này qua bang thì nó sẽ có sự tương tác của mấy anh em trong hội với nhau. Rồi, ok, clip đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Chào mọi người. Mấy em coi bên siêu vừa chung mới cảm giác nó đỡ giật hơn siêu vừa Việt Nam đúng không? Hai bên đội hình giống nhau đều đen bóng, nhưng mà bên kia chơi zombie men chơi. Bên đây xài đây cũng giới thiệu luôn là đây là sẽ là cái trường lực mới, cái huy chương trường lực mới. Bên đây là xài cái trường lực sát thương
Thì sau này tôi sẽ phân tích là lý do tại sao nó sẽ ra cái này sau. Clip chỉ có ngày mai hoặc ngày mốt hoặc tuần sau. Đây là cái chương mục mới. Cái chương mới này tôi sẽ làm content luôn. Tôi sẽ ghi là Kiếm. Để coi thử đầy cái thanh này nó kiểu uống nó sẽ hiện thị như thế nào. Tôi chậm lại. Nhưng mà cái trường lực vẫn ngon hơn mấy đêm mà. Ông này dơ cái này thì gãy rồi đi. Trường lực bây giờ là quái, nó hành động. Nó hành động nó kiềm sát thương nhiều lắm. Nó bỏ qua sát thương này. Còn này cái này là nhiên là tôi giải thích cho mấy đêm là tôi dùng cái này tôi nói cho. Rồi tôi dùng cái này tôi nói cho mấy đêm là cái bọc phá. Cái bọc phát hay là bọc phá gì đó thì tại sao tôi nói nó ngon ở thời điểm khi mà về sau, mặc dù cái đó nó chỉ không kiềm theo hiệu ứng của đòn đánh hay là không kiềm theo hiệu ứng của sự khỉ, nhưng mà sau này có những con nó boost, ví dụ như là con Boros này nè, là nó sẽ boost cái trạng thái là phá vỡ đột phá chủ quốc hoặc là gây thêm sát thương trên chủ quốc. Đầu tiên đột phá đi thì nó sẽ boost trên những đồng minh xung quanh của nó, và khi mà cái tàn phá đi lên thì nó đi nó sẽ bị búp lên cái hiệu ứng nó luôn, nó chèn nó phá luôn. Theo tôi đó là theo tôi nghĩ, tại vì nếu mà tàn phá thì bản thân của nó sẽ không kiềm theo hiệu ứng, nhưng mà con Boros này sẽ boost cho đồng minh xung quanh và nó boost toàn đội luôn, rồi lên 5 sao nó boost cho toàn đội luôn, thì cái hiệu ứng nó khi mà hành động thì sẽ boost nó phá luôn con mực thì nó sẽ hay. Rồi sau này cũng mới sao hai lần hành động là quá ngon luôn. 2 lần hành động mà 80% sát thương, cái này mà nâng 4 sao và 80 là bao nhiêu, nâng càng cao thì sát thương nó tăng càng nhiều. 5 đầu nó ao giai đoạn nào? 5 đầu nó ao khi mà ra con Tatsumaki G4, chính xác luôn, là con tới lúc con G4 là con 5 đầu chịu hết nổi rồi. Con 5 đầu nó sẽ ao chính xác vào tháng con G4. Nó sẽ đuối, đầu tiên là đuối trước, đuối thì tới giai đoạn Tatsumaki mạnh nhất là trong giai đoạn điên bóng. Mạnh nhất là trong giai đoạn điên bóng, đỉnh điểm luôn là trong giai đoạn điên bóng, và đuối nhất là trong giai đoạn khi mà ra con đuối là giai đoạn Tatsumaki. Và ao hẳn luôn là khi giai đoạn ra con G4, tại vì cái lượng sốc đam DOT của con G4 nó quá mạnh và lúc đó đang là beta của anh hùng, cho nên là không có thể nào con 5 đầu nó không có lượt để nó hành động, cho nên là nó không hồi sinh được đó. Và khi mà hồi sinh lên gì cũng bị nổ đam DOT của trường lực này nè. Như con Phượng này nè, nó hồi sinh thì nó nằm nó bị đi búp đây trong trận này đó nè. Con Phượng nó sẽ bị dính cái hưởng trường lực này, thì khi mà con Phượng nó ngóc cái đầu lên nó cũng chết à, nó không có làm gì được. Và đặc biệt con Phượng này là tại sao đá xong đi. Ui, mẹ đá gần cả 1.2 tỷ đam luôn. Thì tại sao người ta dùng con Phượng thay vì dùng con 5 đầu, thì con Phượng này cái bị động nó sẽ là hồi sinh, còn con 5 đầu nó phải xài siêu tuyệt kỹ thì nó hồi sinh được. Hồi nãy anh thấy con siêu này đá 640 mấy triệu hay sao á, nếu anh nhớ không lầm. Như mới thấy con siêu bên đây nó đá 686 triệu hay sao, hay là do mắt anh lát lên không biết nữa. Để chút nữa anh tua lại sau. Đây ngoài bao nhiêu con số vậy, mấy ông coi thì nó đam bao nhiêu đam vậy, ông nào đang coi like trên máy tính, mấy ông coi lại cho tôi nó đam bao nhiêu vậy, 85 triệu hay là 850 triệu vậy. 85 triệu đúng không, 85 triệu. Mẹ cù chết mẹ. Đây cái kiếm nó cắm xuống, đây cái hiệu ứng cái kiếm nó cắm xuống hay không à. Mà phê đi bốc gì không, cắm kiếm xuống coi có hiệu ứng đi bốc gì không. Không có hiệu ứng gì nữa. Đó cái hiệu ứng này là nó cắm cái kiếm xuống này. どんどん行くよ。冬快消えて。地獄嵐。みんなが俺の肉体を見ている。見ている。冬快消えて。どんどん行くよ。 みんなが俺の肉体を見ている。見ている。どんどん行くよ。冬快消えて。 đợt chơi lâu 8 tháng rồi. Ôi, máy siêu đá bất tỉnh. Ôi, tôi đang ngồi suy nghĩ về một viễn cảnh con siêu Awakening 3.
Đam bí quá mày không ạ, đam mua rốt đúng chiều. Mua rốt này thay vì nó là con, nó là đam sẽ hay hơn. Mày tu mà cho tôi mà làm, tôi mà bí cho mua rốt này, mà cho mua rốt chịu nhất hết bản đồ. Tôi mà làm thì kêu con Moros này, tôi chỉ cho con Moros này cái hiệu ứng đặc biệt như con Giro á. Tôi sẽ cho con Moros này có cái hiệu ứng đặc biệt như con Giro á, là nó sẽ thay đổi trận đấu luôn, nó sẽ thu nhỏ trận đấu lại. Là hiệu ứng đặc biệt của con Giro siêu kỳ, nó sẽ thu nhỏ cái trận đấu lại. Còn con Moros này là khi mà nó giữ cái trận đấu nó sẽ này nát luôn. Và khi mà khi cái trạng thái mà con Moros thì chỉ sẽ thường kỹ năng ở trên trận đấu đó, thì con Moros nó sẽ bị cộng ra. Nó giống như con Cung Sung bên Hoàng Cai á, khi mà đang ở trong trạng thái gì chấn hùng trận trạng thái trận thì sẽ được tăng bạo kích, đang sẽ được bạo kích. Châu, thằng này châu hơn thằng Trung Quốc. みんなが俺の肉体を見ている。見ている。みんなが俺の肉体を見ている。見ている。だんだん行くよ。みんなが俺の肉体を見ている。見ている。どんど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 ん
cô đi bóng ngon quá mấy em. Không biết sau này có cô nào bút ngon hơn cô đi bóng không chứ giờ tôi cũng chưa có cô nào bút cứ xịn hơn đi bóng. どんどん行くよ。みんなが俺の肉体を見ている。見ている。みんなが俺の肉体を見ている。見ている。 Trời má bữa kiểu mất máu luôn. Trời má sao cái ông này ặc này nó mạnh như vậy trời. Trộn siêu đám vô máu luôn vậy trời. Vào vô rồi. Hết máu xám là chết rồi. Hết máu xám là đi. Thôi ok, trận này quá đỉnh.